Sau đây là những tin tức nóng trong tuần. 5 tháng 10 mới đây, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành khám phương tiện vận tải đang dừng đỗ để đón trả khách tại xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Qua đó, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 11B004XX có vận chuyển 160 túi xúc xích loại 1,9 kg trên bao bì có in dòng chữ nước ngoài đã bị chảy nước. Ông NVB là người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa. Đối tượng khai nhận số hàng trên được mua của một số người dân tại khu vực các xã biên giới huyện Trùng Khánh để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ bán kiếm lời. Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời xử phạt theo quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh do ông NHT là chủ hộ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Qua khám xét, tổ công tác phát hiện cơ sở đang bày bán 6 máy laptop có nguồn gốc, xuất xứ từ nước ngoài, là hàng điện tử đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu nhưng không có hóa đơn, chứng từ thể hiện tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định. Tổng giá trị tang vật vi phạm là 24 triệu đồng. Ông NHT thừa nhận đã mua hàng hóa này trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16 triệu đồng đối với ông NHT và tịch thu toàn bộ tang vật theo quy định. Ngày 2 tháng 10 vừa qua, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám hai kho tập kết hàng hóa trên địa bàn xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 48 bao chứa đựng đất chân thành phẩm và chưa thành phẩm, mang nhãn hiệu của Nike và Adidas, trọng lượng hơn 1 tấn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã thực hiện niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiến hành kiểm đếm cụ thể và tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mới đây, đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Ngô Trung Đạt, địa chỉ trung tâm chợ Đắc Tô, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cửa hàng này đang trưng bày để bán 30 bộ quân tư trang quân đội, quân phục dã chiến, quân phục nghiệp vụ trái phép. Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tịch thu tang vật vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, dự kiến mức phạt hành chính cho trường hợp trên là 15 triệu đồng.